Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngàn công nhân xin nghỉ việc vì luật bảo hiểm xã hội mới. Bộ luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ đầu năm 2018, quy định người lao động muốn hưởng mức lương hưu đạt 75% thì phải kéo dài thời gian đóng bảo hiểm xã hội thêm 5 năm, đã gây tác động dư luận lớn, khiến hàng ngàn công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh xin nghỉ việc trước năm 2018. Tình trạng công nhân xin thôi việc trước năm 2018 hoặc xin ngừng đóng bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2017 đang ở trong tình trạng báo động, khiến nhiều doanh nghiệp lao đao. Trong báo cáo nhanh về tình hình dư luận xã hội 6 tháng đầu năm của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, hàng ngàn công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc áp dụng bộ luật bảo hiểm xã hội mới sẽ gây nhiều bất lợi khi bắt đầu từ năm 2018, người lao động muốn được hưởng mức lương hưu đạt 75% thì phải kéo dài thời gian đóng bảo hiểm xã hội, cho nên đã xin nghỉ việc hàng loạt. Nổi bật là tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bowen Việt Nam, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, tính đến tháng 4 năm 2017 đã có hơn 3.050 trường hợp xin nghỉ việc, trong đó hơn 60% liên quan đến luật bảo hiểm xã hội. Tại các doanh nghiệp khác như công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Giang Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Mỹ Nga, công ty trách nhiệm hữu hạn Top Zera Lash, tất cả công nhân xin nghỉ việc đều lấy lý do vì thay đổi bộ luật bảo hiểm xã hội. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, qua tiếp xúc với 300 cán bộ công đoàn cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Bowen Việt Nam được biết, công nhân lao động đang rất quan tâm đến vấn đề bảo hiểm xã hội. Công nhân người lao động cho rằng vấn đề bảo hiểm xã hội chưa rõ ràng, một số công nhân lao động có trao đổi với cán bộ công đoàn. Tuy nhiên, các cán bộ công đoàn cũng chưa dám giải thích vì không hiểu rõ luật. Một số công nhân lao động còn kiến nghị khi người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu, đề nghị bảo hiểm xã hội cho phép người lao động được phép chọn lựa bảo lưu cho đến tuổi hưu hoặc được rút một lần. Trước thực trạng trên, đại diện thường trực quận ủy quận Bình Tân cho rằng hiện dư luận công nhân đang phản ánh mạnh mẽ về thông tin bảo hiểm xã hội, dự kiến vào tháng 12 năm 2017 sẽ nghỉ việc khá nhiều để hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội một lần. Chính vì vậy, bảo hiểm xã hội thành phố cần nghiên cứu để có câu trả lời hợp lý cho công nhân, đồng thời cần chuyên gia có kinh nghiệm giải thích và tuyên truyền cho các cán bộ công đoàn nắm rõ hơn về luật. Ông Lê Trọng Hiếu, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy kết luận, Liên đoàn Lao động thành phố cần có kiến nghị với Tổng Liên đoàn về các chính sách liên quan đến người lao động, chú ý đứng về lợi ích cho công nhân, phòng tránh diễn ra tình trạng đình công phản ứng tập thể của công nhân lao động.